cứ đủ tư cách, đủ bản lĩnh thì cứ làm. Đừng có nói tới 2 tây tháng 9 hoặc 4 tháng 9 gì hết nha. Tôi cũng tuyên bố cho các bạn biết, tôi trong cũng nằm ở trong cái diện mà để đi bắt tội phạm cái lũ chó phản động của quý vị đấy. Nhưng mà chẳng qua hiện tại tôi đang làm tôi không lên mặt được nhá. Còn nhìn cái clip tôi thanh thanh là luôn luôn lúc nào cũng thế thôi. Đừng có chụp mũ ở đây. Ở đây về cộng nồi chứ không phải là về không phải là chuyện đùa đâu. Cũng không phải là ngồi không nói giỡn với quý vị đâu nha. Những người nào ở Lát nữa đọng nước á, mình nghe, ngồi đó mình nghe đi. những người nào ở trong nước á thì cố gắng hãy tỉnh táo trở lại đi. Tôi khuyên các bạn. Chứ còn Việt Nam hiện nay, tôi cũng đã nói cho các bạn biết, sau này nếu mà không nói, các bạn nói tại sao không nói cho các bạn biết. Hiện nay nhà nước quyết định triệt phá những cái lũ phản động, không để bất cứ một thành phần nào phá hoại đất nước nữa. Còn hiện nay các bạn nói những người gọi là Đào Minh Quân, còn BD Lisa Phạm đang nằm ở đó trong cái lòng bàn tay của Đảng Cộng sản Việt Nam, muốn bắt lúc nào cũng được. Các Con bạn đó đừng có là bao bây giờ là truy đừng nã bao rồi, giờ không mà cần đến việc đó luôn đừng có của bao nhà giờ nước hoang tưởng nữa nha. Thì các bạn cứ nhớ kỹ như thế này: nếu các bạn trong nước vi phạm pháp luật, đâu. nhà nước Việt Nam bắt quý vị, không có một cái con nào, bà nào, không có ông nào bảo trợ cho các bạn đâu nhé. Tôi nói cho các bạn nghe, đừng ở lên đây có mỏ các bạn chửi ra đã, chửi hết người này chứ tới chửi tới người kia, rồi vô tới công an há mồm, từ già tới trẻ bắt đầu khóc biểu là nghe lời xúi giục. Mình già rồi, mình lớn rồi, mình không phải là con nít mới đẻ mà không có hiểu biết cái luật pháp Việt Nam nha. Tôi nói cho các bạn nghe. Còn nếu các bạn vi phạm ở trong nước này, không phải thấy nhà nước khoan hồng tha một lần rồi muốn làm tiếp lần thứ hai, tội chồng tội, tôi nói cho các bạn biết. Cũng như hiện nay mới ra tòa ngày hôm qua, một mụ già 60 mấy tuổi rồi Cảm nhá, rồi ở tù mười mấy năm nữa, có nghĩa là chỉ có đường mà chết trong tù thôi, ơn. hết con đường đi về Mỹ rồi đó, lính của Đào Minh Quân đó nha. Tôi mong mỏi các bạn, tôi khuyên các bạn hãy nhìn đợi sự thật đi, đừng làm cái lũ chó mà khốn kiếp nhất phản quốc phản đồng bào. Chứ các bạn chẳng có một cái lý tưởng nào gọi là trong đất nước, chẳng làm gì được cho đất nước, thì các bạn đừng bao giờ mở mồm to. Các bạn chỉ là một con làm ếch gì ngồi đáy giếng thôi. mê 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 gì Ngọc Ngọc Lai Nguyễn mới làm gì phải sợ bị tin, làm gì sợ trong nước, làm gì sợ chúng bay. Tao kêu gọi cho những cái người để cho họ hiểu biết chứ không phải sợ cái lũ chúng bay nữa nha. Lũ chúng bay là lũ phản động, đâm ra là tụi bay không dám đưa cái mặt ra, thì làm gì mà ở đây mà sợ chúng bay. Tôi nói cho các bạn nghe, không có sợ cái lũ chó các bạn đâu nha. Đây là kêu gọi cho những người ở trong nước để hiểu biết, để nhìn lại cái sự thật nha, để có Lai một cái sự Nguyễn khoan hồng của đất nước này nha. Chứ còn riêng các bạn á, tôi nói cho nghe này, cái lũ Việt Tân đúng không, tôi nói cho các bạn nghe, các bạn cứ nằm mơ quan tưởng hoài, không có đánh nổi Việt Nam đâu, đừng có quan tưởng nhé. Các bạn đang nằm trong cái danh sách của Bộ Công an, tôi nói cho các bạn biết. Thì các bạn cứ cứ tự nghĩ này, hiện tại bắt đất nước Việt Nam hợp tác 159 nước trên thế giới này, có nghĩa tôi nói cho các bạn biết, nếu các bạn khủng bố đất nước Việt Nam này, thì tôi nói cho các bạn bất cứ hư hao tài sản gì trong một cái doanh nghiệp của đất nước đó thì các bạn có chịu nổi hay không. Tôi cho dù bất cứ một thành phần nước nào ở trên thế giới này dám đụng đất nước Việt Nam, một mình bạn không thể chống được 30 mấy nước kia hoặc là 100 nước kia đâu nhé.
đừng có tiên tiền xạo, tôi nói cho các bạn nghe. Còn chúng tôi ở đây đầy đủ, tôi nói cho các bạn nghe, các bạn đừng có nói dân, đừng có mượn cái câu dân ở đây mà nghe các bạn. Dân ở đây hiểu hết rồi, cộng sản này, xin lỗi các bạn nha. Chúng tôi là cộng sản nòi, không phải giống các bạn đợt lũ Bán Nước, Cầu Vinh, lũ Ô Hợp. Nghe, tối ngày đòi lật, cũng như thằng Huỳnh, Huỳnh Thanh Hoàng. Đó, nha. Tôi nói cho các bạn đừng có nằm mơ, mau thức tỉnh đi để nhận được cái sự khoan hồng của pháp luật. Kêu gọi như thế này là thương các bạn, nói cho các bạn, những người bạn trẻ hiểu được như thế nào. Chứ còn cộng sản này chưa ra tay, ra tay thì xin lỗi các bạn không có đủ tư cách mà các bạn đi lên trên đây các bạn ngồi nói tào lao. Đất nước chúng tôi tự do dân chủ, bước lên mạng xã hội này nói nó không sợ vi phạm pháp luật. Vì tại sao con người yêu nước chân chính thì luôn luôn lúc nào cũng có những nhà nước bảo trợ cho chúng tôi. Nghe tôi nói cho các bạn nghe. Còn các bạn đừng có bao giờ ra rã tối ngày đòi hả bơm xăng. Các bạn vô tình đấy, các bạn đang nằm trên thớt đấy. Những cái clip của các bạn bên an ninh chúng tôi đã giữ hết rồi nhá. Nghe cái thằng Tân Thái, dòng họ nội ngoại của cái lũ Tân Thái mà có nghe tiền lại cho cái thằng Tân Thái nghe, tụi bay không dám về, tụi bay đừng ngồi đó mà há họng há mồm to nói xạo. Chống cộng kiếm cơm mà, tụi bay là cái lũ chống cộng kiếm cơm đúng không? Tụi bay là cái thứ gì, cái thứ loại con người còn thua súc vật. Tôi em chào cả nhà, em cảm ơn chị Hà My nhé, đang làm chị. Ok. Dạ Rồi dạ em cảm làm ơn chị nhé. nhiều, dạ dạ cảm ơn chị nhiều. Chào toàn thể.